Đâu nó xuống này? Mày nên nhúng hưng lấy chài quăng thôi. Mày nó bắt được một phát được hết được cả cá ở của mày về. Cả cái ao rộng thế mới nên rồi. Quăng một ngày hết làm sao à, một lần hết làm sao được, người ta phải quăng mấy hôm. Mm-hmm.